Huyện Lý Sơn có trên 335 hectare đất trồng tỏi, mỗi năm địa phương cung ứng trên 2.000 tấn tỏi ra thị trường. Tỏi là nông sản chủ lực, là nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ nông dân trên đảo Lý Sơn. Năm 2017, đặc sản tỏi Lý Sơn đã lọt vào danh sách top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam của tổ chức kỷ lục Việt Nam. Để tỏi Lý Sơn không chỉ được người dân trong nước biết đến, mà còn vươn xa hơn ra quốc tế chính quyền huyện đảo Lý Sơn nỗ lực phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai dự án xây dựng quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn. Năm 2020, sản phẩm tỏi Lý Sơn chính thức được bảo hộ bằng chỉ dẫn địa lý, xác định được sự khác biệt về đặc thù hình thái, chất lượng của sản phẩm so với các sản phẩm tỏi cùng loại có xuất xứ từ các vùng địa lý khác. Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm củ tỏi của giống tỏi trắng trồng tại đảo Lý Sơn nhằm bảo tồn giá trị và phát triển sản phẩm đặc thù truyền thống của địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm tỏi Lý Sơn trên thị trường và trở thành sản phẩm có thương hiệu mang tầm quốc gia, đảm bảo sản phẩm được bảo hộ cả ở trong và ngoài nước. Quảng bá nâng cao cái giá trị của sản phẩm và đặc biệt là bảo vệ tốt cái thương hiệu tỏi Lý Sơn đến mọi khách hàng trong tỉnh, trong nước cũng như quảng bá rộng rãi ra, ra thị trường thế giới, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm tỏi lý, lý sơn. Tỏi lý sơn lọt vào danh sách 11 món ngon và đặc sản Việt Nam được xác lập theo bộ Thi chí kỷ lục ẩm thực và đặc sản châu Á năm 2022 do Tổ chức kỷ lục châu Á công bố. Tỏi lý sơn đã được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Để tỏi Lý Sơn được nâng tầm trong thời gian tới, các cơ sở kinh doanh ở Lý Sơn mong muốn các hoạt động khuyến công, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm được tổ chức nhiều hơn. Trong thời gian tới cũng rất là mong cái sự quan tâm của cơ quan khuyến công và trung tâm xúc tiến để chúng tôi có cơ hội để tiếp cận với người tiêu dùng nhiều hơn, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng đặc biệt ở những trung tâm lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để mà hàng hóa chất lượng của địa phương ở quê hương chúng tôi có điều kiện được đi xa hơn và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Hiện các cơ sở chế biến tỏi Lý Sơn chú trọng xây dựng sản phẩm ô cóp. Với mong muốn sản phẩm làm ra được công nhận và gắn sao để nâng tầm, nhiều doanh nghiệp đã liên kết cùng người dân canh tác tỏi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh việc xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng, các doanh nghiệp đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, máy móc lên men tỏi đen theo công nghệ tiên tiến để cho ra sản phẩm chất lượng đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Để thực hiện hiệu quả chương trình ô những năm qua, huyện Lý Sơn đã ưu tiên triển khai các ý tưởng phát triển sản phẩm từ tỏi Lý Sơn. Các sản phẩm này được công nhận sản phẩm ô cốp của tỉnh Quảng Ngãi, điều này giúp tiêu thụ các sản phẩm tốt hơn. Cơ quan chức năng hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp hộ kinh doanh, hoàn thiện hồ sơ và tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh theo đúng kế hoạch. Đến nay, huyện đã có 12 sản phẩm được công nhận ô cốp 3 sao cấp tỉnh như tỏi đen, tỏi ngâm mật ong, giấm tỏi mật ong. Cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động tạo cầu nối để các nhà cung cấp liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm, các sản phẩm của Lý Sơn đến với các thành phố lớn và đang hướng đến xuất khẩu. Đặc biệt, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử và trong các chuỗi siêu thị lớn. Đối với đại đạo Lý Sơn thì cái sản phẩm của đảo Lý Sơn thì chủ yếu là hành tỏ và các cái sản phẩm thủy sản thì trong cái chuỗi sự kiện và hỗ trợ doanh nghiệp đó, thì các doanh nghiệp Lý Sơn thì cũng tham gia rất là tích cực và cũng chủ yếu là tham gia các cái hội nghị xúc tiến thương mại các cái hội trợ với trung tâm thường xuyên Năm 2023, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng ghi nhớ với Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn doanh nghiệp sản xuất tỏi ở Lý Sơn về cung ứng dài hạn tỏi Lý Sơn để chế biến sản phẩm năm ngư ớt tỏi Lý Sơn. Sự hợp tác thương mại giữa năm ngư và đặc sản tỏi Lý Sơn lần này là tín hiệu tốt đối với các hộ nông dân trồng tỏi tại huyện đảo Lý Sơn. Việc liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi chế biến ra những sản phẩm có tính thương hiệu được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội nâng cao được giá trị cho cây tỏi, tăng nguồn thu nhập cho nông dân huyện đảo Lý Sơn.